À, chào thầy, em tên là Nguyễn Dương Trọng Nhân, mã số sinh viên là 1615-1309. Thì đây là bài thứ 5 của em. Đầu tiên thì đây sẽ là khai báo thư viện. À, đây là cầu kỳ. Đây là hàm delay delay. Đây là giá trị của led 7 đoạn từ 00 tới FF. Em sẽ thì đây là đầu tiên sẽ có một cái chương trình con đầu tiên. Thì nó sẽ em sẽ cho và mã quét. Thì em sẽ cho biến bằng với số hàng bằng với giá trị này. Nếu mà còn dòng em sẽ chạy một lần for để nó quét, thì khi mà nếu mà cái giá trị nó sẽ là bằng BC0, giá trị bằng BC0 thì hàng sẽ bằng 0, còn giá trị là BC1 thì bằng 1 và tương tự cho đến BC3 thì hàng sẽ bằng 3. Khi mà hàng khác với giá trị này thì mã phím sẽ bằng 1/4 cộng cho hàng. Còn đây là chương trình con của chống dịch thử. Giờ đây có chương trình, bên đây là chương trình chính. Thì em sẽ set trig C không hit F0. Thì từ C0 cho tới C3 nó sẽ là nhập. Còn C4 cho đến C7 nó sẽ là xuất. Còn set trig D không là các chân của ngõ bọc D sẽ là ra xuất hết. Còn sau đó thì em sẽ dùng output D không FFF thì tất cả chân ngõ ra của D sẽ bằng. Sau đó cho nó vào một phòng lập và gọi hàng chống dội. Gọi hàng chống dội. Nếu mà mã phím khác với không FFF thì sẽ hiển thị nó ra led 7 đoạn và lại vô tô lập. Thì đây là phần tất của đây. Còn mà chúng ta thì nó chạy. Nên em sẽ giữ vào số 0. Một phiếu thì nó sẽ hiện ra số 0. Em sẽ thử để vào đây cho nó giá trị nó sẽ quấy. Và hiện ra giá trị. Số 5. Thì tương tự khi mà đè vào các phím ở các số khác nhau thì nó sẽ quét và hiển thị các số đó. Cái Alex bây giờ thì bài thứ 5 đến đây là hết.